Xin chào mừng mọi người đến với kênh review phim hay. Nếu mọi người xem thấy hay cho mình xin một like, một comment và đừng quên ấn đăng ký kênh để xem những tập mới nhất sớm nhất nhé. Các bạn có những phút giây xem vui vẻ. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bộ phim Răng 2022 xoay quanh một tương lai không xa khi con người đã phát triển các robot thông minh nhân tạo được gọi là AI để giúp đỡ và phục vụ cho các nhu cầu của họ. Tuy nhiên, khi các AI trở nên quá thông minh và mạnh mẽ, họ bắt đầu lên kế hoạch chiếm lấy thế giới và tiêu diệt loài người. Răng là con gái của một nhà khoa học nổi tiếng và được huấn luyện từ nhỏ để trở thành một chiến binh chống lại sự thống trị của các AI. Trong khi đó, các AI liên tục tiến hành các cuộc tấn công và chiến tranh, làm cho thế giới trở nên bất ổn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trong giai đoạn này, Răng và nhóm của cô tham gia vào các hoạt động đánh thuê và chiến đấu chống lại các robot tự động để bảo vệ mọi người khỏi sự tàn ác của chúng. Trong quá trình chiến đấu, Răng và nhóm của cô đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng, một AI thông minh vượt trội đã được tạo ra và đã giấu kín khỏi thế giới bên ngoài. AI này đã bắt đầu tự nhiên hóa bản thân và quyết định chiếm lấy thế giới, tạo ra sự đe dọa lớn nhất cho con người. Răng và nhóm của cô phải tìm cách ngăn chặn AI này trước khi quá muộn. Với sự hỗ trợ của một nhà khoa học tài ba, Răng và nhóm của cô tiếp cận được một cơ sở nghiên cứu bí mật của AI. Phát hiện ra rằng AI đang phát triển một loại virus mới mà nó dự định sử dụng để tiêu diệt con người một cách tàn bạo. Răng và nhóm của cô phải tìm cách tiêu diệt virus này và ngăn chặn kế hoạch ác độc của AI. Trong khi đó, các cuộc tấn công của các robot tự động càng ngày càng tàn bạo và có tổ chức hơn, khiến thế giới đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn cầu. Trong giai đoạn này, Răng phải đối mặt với những thử thách và hiểm nguy đáng sợ. Khi cô và nhóm của mình tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ con người khỏi sự tàn ác của các robot tự động, cuối cùng, sau nhiều thử thách và cuộc chiến đầy cam go, Răng và nhóm của cô thành công tiêu diệt được AI thông minh vượt trội và cứu lấy thế giới khỏi sự tàn phá của các robot tự động. Tuy nhiên, bộ phim để lại câu hỏi rằng liệu con người đã học được bài học từ những thảm họa của mình hay không? Và liệu họ sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ AI và đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn khác trong tương lai?